hôm nay trời hết mưa, cả nhà mà nước dữ lắm. Hôm nay mình đi bắt đồng này cá thì lai nhiều lắm nha cả nhà, có cái thì lai nhiều lắm. Cả nhà xem video nhớ ủng hộ like và chia sẻ chứ, ủng hộ Tám nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hôm nay coi cả nhà theo đường dõi Tám coi Tám bắt cá được bao nhiêu con cá thì lai nha cả nhà. Rồi đi cả nhà. Chộp mày luôn ha. Tiếng trên cũng được. Cá gì chạy bự ghê kìa. Đó lên sình luôn đó. Cá hù phi rồi. Đứng càng luôn à. Để xuống thôi chứ. Ngày đó ngày đó ngày càng nhớ nhá không? Ừ, đi đường bờ xuống đi. Cái chơi đi dài thôi rồi bắt nó đầy sầu quá. Thôi, lên đi bây giờ thì kiếm cá lớn hơn, giờ thì kiếm cá lớn hơn mà đi không dài dài hơn đi nguyên phụ ha. Ừ. Vẫn quay cá nãy giờ bằng cá luôn phi trị ta ha. Ừ. Đụng càng chưa? Tại đó là chụp đó. Đây nó đâu móc đâu. Không móc mà sao nước tới đùi dữ ghê ta. Cái lóc hả? Ồ. Ồ. Cái lóc bự luôn. Nè qua đây nè. Ngon ghê cả nhà. Vậy mà tập tưởng đâu cái gì chứ? Tưởng cá chê hả? Bốn lạng. Ủa. Ủa cá chơi mà sao lắm. Tại sao cũng được, tại đường mấy. Con lên bờ cơm bắt có tội lệ gì. Đau quá đi. Nhưng mà sao lắm thì với ta làm cho mình ngạc nhiên ra. Hay tính cái gì, cái lai ha, cái đồ quay rồi chứ. Không biết được ha. Ừ. Chỉ chứ không phải cá lóc rồi. Tới trước kìa, lên tim không kìa. Không phải cá lóc rồi. Lại đây luôn. Tới trước nữa. Kè bọt trắng là nó đó.
kỳ ta. Tới đây mà. Không thấy gì hết nè. Đó nó chạy ra kìa. Trời ơi. Hay sao vậy trời. Cái rô phi thôi bỏ đi. Cái lóc là lật rồi. Đúng không? Cái gì bên kia mày kìa. Mày sang phải á. Cái vàng. Ôi thật ngon. Cái nè. Ừ. Thêm mình văng luôn cái càng luôn. Không cần cái cây vàng tổ. Nghe càng phải luôn, thêm bụi lắm. Đây. Trời ơi, cây vàng nữa. Biết ngay nè. Cái cây vàng nó lên tim tròn tròn. Không quá, hai cây vàng, cả lắm. Đây, hết mùi này rồi. Vô cái nhúng nước cái cây cho nhà xem cái đã bị mới bắt này ngon ghê. 20 phút ra bắt được 20 phút coi được nhiều đây nha, ngon ghê luôn. Hai cây vàng bự, cái lóc nó bị gì vậy ta, làm như bị mấy cài hay gì ha, chắc mấy cài rồi. Rồi gần lậu dũng này con cứ mé sơ qua dịch đó. Lẩu sơ sơ hay nhanh nhanh nha, không con đi theo hai đi nhanh nhanh nha, không đi sơ cũng không có đi xa xa hay cũng được không nha. Không biết. Trời, cái ủa cái chơi vàng. Đã, cái ảnh luôn. Chơi lai hả? À? Chơi dai. Chơi dai. Nằm ngay luôn. Con gì đó nữa kìa. Ếch vàng. Con mang đi ha. Ừ. Mang đi hay bỏ bị cái rồi đây. Bỏ bị cái hay lấy bịch ra. Chứ mang không nên chút cá con nó bay ra nữa. Nè. Tầm này hay bỏ ếch vô cái đã. Hay mang ếch con bự chứ nó bay ra. Đây hay mang bị đi. Đây. Lấy tay nguyệt lên gì.
Mang mấy con cá trồng muốn bay không, không hiểu nổi. Tại tán luôn cái. Đấm nào? Ôi, bắt đấm này tan bắt. Rồi, đang bắt từ từ cũng tới thôi. Vậy chắc không vô trong nghe nổi đâu rồi. Đây không đủ vốn rồi, thấy nhờ. Có bắt được thì khỏi đi ha. Tao bóng kìa. Hai ba rô nè, quay ngay hai vô lượm hai ba rô luôn. Nè, đen con nè, trắng đi luôn rồi. Uống nụ. Con lô bự không? Không biết. Đây còn không? Bự không ta? Con này bự rồi, con này sao bự á? Nhỏ. Ôi, né em được. Kiến không? Cá mèo đây hả, là nó luôn cái gì nó mắc được không? Ủa cái nó phi mũi kìa. Ủa nè bự, con này còn 4 lạng á nè, cắn luôn nè, hai chiều vô coi. Đây, hành lụm đi.
Ba lạng à. Ừ. Bữa bắt con cũng đường nước. Cá khô không muốn nước không? Tay nước sình không mà nhúng. Nhúng đi. Mình không ló bờ nữa thấy không? Mà đụng ló gà. Cá lóc nha con. Chuẩn bị camera nha không? Chỗ này có cá lóc lắm. Cái tìm cho cá không lấy chơi ta. Cái gì quăng? Biển lên còn cái gì chạy kìa. Lượm cái biển đi. Về khó luôn. Biển đâu ạ? Chìm rồi. Chìm đâu rồi? Chi đáy à. Hai con cá chạy trước rồi đó. Cá lớn. Cá lớn lắm trong này. Ngay trong này. Biển chìm sâu quá. Để kiếm cá lớn còn ở thành bờ đó rồi. Hai đứa bắt được đi. Này con không biết nó chạy hướng nào nữa, cá lớn. Bây giờ con muốn là được hai mươi thôi, lẩu cũng có nha không? Ừ. Kề bên kia kìa. Nữa kìa, hướng nào nữa rồi? Con gì lên tim ngay càng luôn nè. Ồ, con gì lật trắng này kìa. Cá lóc không kìa, cá lóc, cá lóc. Cá lóc. Từ từ. Quấn đi không, lẩu hút được ra. Cá lên đây nè. Cá lên đây này. Cũng thích nó là một phút được. Nó lên lầm lên đường nè. Chừng nó lật đây.
lớn luôn anh. Bởi bởi em bước qua. Hôm đó là kiếm một hai con khủng, hồi tôi mình bưng ngập này. Cá 100.000 ký trong đây không mà ăn bánh chết luôn à. Ha. À, đây 50.000 đúng không? Ừ. Không có gom hay con gì đây. Không tin nổi luôn ha, bỏ ừ. Từ từ để ta hãy mỏi cái heo làm ăn được nhánh. Nằm ngoài đây nè con. Nằm ngoài trống nè. Lo kiếm trong mà nằm ngoài đó đó. Đừng sao, hãy bỏ chậm một xíu đi, từ từ con. Cái này bánh. Cái ngon quá. Cái ngon quá anh thầy ơi. Thấy rung lầm luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cá gì khô, mấy cá nó khô ngon lắm. Ui cá lóc chín được không? Cá lóc này nó quỳ ra cá lóc á. Ừ. Đúng không? Thổi cần phải đi mấy chỗ sâu. Hay thấy cá này giờ nó ở cái này lên gò không? Sáng này lên gò ở. Còn nước uống không? Chờ bỏ lên gùi lặn xuống đi hai. Cá bự á. Rồi rồi rồi. Chạy vô chân. Hết ngon luôn.
lên bờ nước này, lên bờ này nước này nó không quá thơ các bạn lên cái này nó quẩn nữa này lên mình chọc cho những lên này giờ ừ. Để cho cá nó lên. Cá này mới bùng nữa. Ở đây cho nó. Có đầu kho không? Có khoan, để đổ ra tổng kết video đã. Đây, hai đó là cái nhà để đó. Mình thả ra cái bài nhảy lắm. Tôi nấu cơm đâu. Đang đi nãy cái nó hết pin cái tút, không có kịp nối năng gì hết trơn trời. Hết pin cái rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ tám cá quay hai nè, chúc cả nhà nhiều sức khỏe, hẹn cả nhà ở video sau, một thôi quay chờ để thầy quay kỹ xíu đây là quay xung quanh luôn nè, ngon ra con quay xong nó tổng quát hết nha không, rồi rồi xong rồi con này xem.